Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thuộc vùng đất cổ, có nhiều di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, mang giá trị lịch sử, giá trị văn hóa sâu sắc trong đời sống con người, như lăng đá Dinh Hương thị trấn Thắng, lăng họ Ngọ ở xã Thái Sơn hay lăng đá làng Vân Cẩm, xã Đông Lỗ, và các di tích lịch sử cách mạng gắn với an toàn khu 2 của huyện Hiệp Hòa như đình Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, đình Chợ Vân, xã Hoàng An, đền Soi tại xóm đá làng Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, vân vân. Đặc biệt tại Hiệp Hòa, một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nổi tiếng với nghệ thuật điêu khắc độc đáo, đó là đình Lỗ Hạnh, xã Đông Lỗ, được mệnh danh là đệ nhất Kinh Bắc, gắn với âm nhạc truyền thống ca trù nổi tiếng, làm say đắm lòng người. Đã từ lâu, ca trù Đông Lỗ như một món ăn không thể thiếu được trong các ngày lễ hội của đình Lỗ Hạnh và trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương xã Đông Lỗ. Theo một bức cốn có ghi lại tại đình Sùng Khang Bính Tý, Mạnh Xuân Tân Tạo, tức là đình được xây dựng vào mùa xuân năm 1576, cách đây gần 450 tuổi, niên hiệu sớm nhất vùng Kinh Bắc xưa, này là tỉnh Bắc Giang. Trong hệ thống nghệ thuật chạm khắc tinh xảo, độc đáo của đình Lỗ Hạnh, một bức cốn của đình có chạm một cô gái, có thân hình mảnh mai, khuôn mặt trẻ son xinh đẹp, đầu vấn khăn buông với hai dải dài che kín hai tai, mặc váy dài tựa lưng vào con hươu đang gảy đàn đáy, loại đàn chỉ duy nhất dành cho nghệ thuật ca trù. Mặt khác, con hươu là một con vật gắn liền với các vị tiên, vì thế có thể xem bức chạm này là một biểu hiện ca ngợi vẻ đẹp của âm nhạc ca trù. Với những bức chạm khác đặc sắc ấy để khẳng định nghệ thuật ca trù đã có mặt ở vùng đất Kinh Bắc từ rất sớm, cũng như thể hiện sự yêu thích của người dân dành cho loại hình âm nhạc dân gian này ở thế kỷ 16. Tư liệu vô giá này đã được lưu trong hồ sơ đệ trình UNESCO là một trong ba hình ảnh minh chứng cho sự ra đời và phát triển sớm của ca trù ở nước ta. Người dân Đông Lỗ nói riêng và Hiệp Hòa nói chung thật sự tự hào khi đang lưu truyền, gìn giữ một không gian nghệ thuật dân ca độc đáo với nhạc cụ và thể thơ riêng biệt, với nhiều thể thức hoặc giai điệu khác nhau. Mỗi loại này được gọi là thể cách. Kỹ thuật hát cũng rất tinh tế. Công phu của thể thơ đó như chứa đựng rất nhiều tâm trạng và biến thái tinh tế của tâm hồn Việt Nam. Qua nhiều thế kỷ, các giai điệu ấy đã được các nghệ nhân yêu thích loại hình nghệ thuật này truyền từ đời này qua đời khác. Các ca nương của các câu lạc bộ ca trù xã Đông Lỗ thật sự tự hào khi được gìn giữ và phát huy giá trị đặc sắc của môn âm nhạc cổ này. Tuy nhiên, do thăng trầm trong lịch sử của dân tộc, sinh hoạt ca trù có sự lên xuống khác nhau nhưng vẫn tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt. Để ca trù Đông Lỗ phát triển bền vững và mang đúng giá trị của nó trong đời sống tinh thần của nhân dân, ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh Bắc Giang cũng như chính quyền huyện Hiệp Hòa đã thực hiện nhiều biện pháp và đã thành công có hiệu quả trong việc khôi phục, bảo tồn di sản ca trù trên địa bàn xã Đông Lỗ trên cơ sở những dấu tích của môn nghệ thuật này tại đình Lỗ Hạnh. Từ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền đã khơi gọi được người yêu thích ca trù ngày càng nhiều hơn, kể cả già, trẻ, trai, gái ở vùng quê chúng Thanh Bình này. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, được sự đồng ý của Đảng ủy, vào tháng 9 năm 2010, Ủy ban Nhân dân xã Đông Lỗ đã ra quyết định thành lập 3 câu lạc bộ của 3 thôn, thôn Phát, thôn Chúng và thôn Hưng Đạo, với gần 30 hội viên. Đến tháng 4 năm 2011, câu lạc bộ ca trù thôn Trầm đã được thành lập với 10 hội viên, đưa tổng số hội viên của các thôn lên đến gần 50 người, trong đó 2/3 hội viên là các ca nương. Do đình Lỗ Hạnh hiện nay khá khang trang, rộng rãi sau nhiều lần trùng tu với giá trị rất lớn và lại nằm ở giữa trung tâm của ba làng, làng Chúng, làng Khoát và làng Trầm, nên các câu lạc bộ ca trù của Đông Lỗ chọn đình Lỗ Hạnh là nơi hội tụ của các ca nương luyện đàn, tập hát, trống trầu. Vào ngày trong tuần, mọi người trong câu lạc bộ lại cùng nhau hát, chia sẻ những kinh nghiệm trong hát ca trù tại đình Lỗ Hạnh. Có một điều thực sự đáng trân trọng, hội viên của câu lạc bộ ca trù Đông Lỗ chủ yếu là những người nông dân,
quanh năm bận bịu với công việc đồng áng. Khi ca trù được quan tâm khôi phục, ngọn lửa đam mê với loại hình âm nhạc cổ này lại được thắp lên. Họ thực sự hào hứng và có thêm niềm vui học tập, nghiên cứu và biểu diễn. Anh em làng trên xóm dưới xung vầy sau những vụ mùa vất vả. Hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi. Là một ca nương chủ lực của câu lạc bộ ca trù tại Đình Lỗ Hạnh, có chất giọng hát trong, thanh vang và biết cách ẻm hơi, nhả chữ tròn và rõ chữ, biết cách nảy hạt và đã đạt được nhiều thành tích trong các hội diễn. Ca nương Ngọ Thị Thanh, 53 tuổi, của câu lạc bộ Làng Chằm đã tâm sự về lòng say mê, môn nghệ thuật và sự trưởng thành của bản thân khi được bén duyên với loại hình âm nhạc này. Tôi được bén duyên với ca trù và có giọng hát như ngày hôm nay ấy, thì trước hết là phải yêu thích môn nghệ thuật đặc biệt này. Mặc dù lương bổng cũng không có gì, nhưng một khi đã ở trong câu lạc bộ thì trước hết tôi phải rèn luyện giọng hát của mình và rèn luyện đi vừa hát vừa gõ phách, và phải rèn luyện cho tiếng phách được chắc, giòn để ăn khớp với tiếng hát. Lúc đó tiếng hát ca trù sẽ có chất lượng cao và thu hút được nhiều người nghe. Để nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho các hội viên, câu lạc bộ ca trù của Đình Lỗ Hạnh đã đi sâu tìm hiểu ca trù trong các tài liệu, sách vở, băng đĩa để học tập. Không những vậy, câu lạc bộ còn tìm thầy để học, mời thầy về truyền dạy tại quê hương, rồi tham gia các lớp tập huấn ca trù do huyện Hiệp Hòa hoặc do tỉnh Bắc Giang tổ chức. Cùng đó, câu lạc bộ ca trù Đông Lỗ đã được đầu tư một số nhạc cụ, trang thiết bị chuyên dụng. Đồng thời, còn mời một số nghệ nhân ở câu lạc bộ ca trù nổi tiếng trong nước về giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên môn tại Đình Lỗ Hạnh để nâng cao chất lượng đàn, trống và hát. Điển hình như câu lạc bộ ca trù ở xã Thanh Khương, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và một số câu lạc bộ ở Hà Nội, v.v. đã về Đình Lỗ Hạnh chia sẻ với các ca nương về chất giọng. Điều này đã tiếp thêm nghị lực, lòng say mê với môn nghệ thuật âm nhạc truyền thống của dân tộc ta đối với các ca nương của địa phương. Sau những tháng năm miệt mài rèn luyện chăm chỉ, cho đến nay, các câu lạc bộ ca trù tại Đình Lỗ Hạnh, hầu hết các ca nương đều có chất giọng hay, cách lấy hơi nhả chữ, điều chỉnh âm lượng rất tốt. Không chỉ các ca nương mà cả các tay trống, tay đàn đã nhấn nhá, giọng ca nhuần nhuyễn, tiếng phách vang trong, tiếng đàn dìu dặt, tiếng trống ngắt nhịp đuổi giọng rất khoát, đã giúp ca trù cứ ngân nga, trầm bổng, vang xa. Điển hình ở một số thể như Đào Hồng Đào Tuyết, Hát Du, Sẩm Huê Tình, v.v. được nhiều ca nương thể hiện rất ngọt ngào, chuẩn xác, làm say đắm người nghe. Điều này càng khẳng định giá trị âm nhạc sâu sắc trong văn hóa dân tộc, cũng như trong đời sống tinh thần của nhân dân ta, được khắc ghi bằng bức chạm vô cùng độc đáo trên bức cuốn Đình Lỗ Hạnh, Cô Gái Gảy Đàn Đáy, được lưu truyền đến muôn đời sau. Với sự phát triển mạnh mẽ của ca trù và sự tâm huyết môn nghệ thuật âm nhạc này của các nghệ nhân không chuyên tại Đình Lỗ Hạnh, xã Đông Lỗ, ca trù Đông Lỗ đã tham dự ở các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong huyện Hiệp Hòa, hội diễn văn nghệ của tỉnh Bắc Giang và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Điển hình như đạt giải nhất liên hoan tiếng hát dân ca do Đài Truyền hình Bắc Giang tổ chức vào năm 2019. Những kết quả này là nguồn cổ vũ động viên cho các ca nương trong các câu lạc bộ ra sức học tập, rèn luyện ngày đêm để ca trù Đông Lỗ ngày càng xa hơn nữa. Từ giá trị về lịch sử, giá trị văn hóa, nghệ thuật và những kết quả của hoạt động ngày hôm nay, hàng năm, Đình Lỗ Hạnh đã được đón nhiều du khách khắp nơi về tham quan, chiêm ngưỡng và thưởng thức làn điệu dân ca trù của địa phương. Để giáo dục truyền thống của địa phương và giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, các trường học trong xã Đông Lỗ và các trường xã bạn trong huyện Hiệp Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động để học sinh được học tập, tham quan tại Đình Lỗ Hạnh, như tìm hiểu thần tích và sự phát triển của ngôi đình, tổ chức kết nạp đội viên, đoàn viên
vệ sinh, chăm sóc khu di tích, vân vân. Đặc biệt, còn được thưởng thức làn điệu ca trù và được tập học hát, gõ phách, môn nghệ thuật âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Đánh giá về sự trưởng thành của loại hình âm nhạc này, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lỗ cho biết. Đảng ủy, Ủy ban xã Đông Lỗ đánh giá cao về sự tâm huyết của các nghệ nhân trong câu lạc bộ ca trù của xã trên cơ sở những kết quả đạt được trong những năm qua. Qua duy trì, tập huấn, bồi dưỡng, nhân rộng thì Đảng ủy, Ủy ban xã coi đây là một môn nghệ thuật đặc biệt, một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Để tiếp tục xây dựng kế hoạch nhân rộng thêm các câu lạc bộ ở các thôn trong xã, đồng thời khuyến khích các thế hệ trẻ trong xã tiếp nối truyền thống cha ông để lưu giữ cái loại hình âm nhạc này ngày càng phát triển và vững mạnh. Ca trù hay còn được biết đến là hát cô đầu, hát nhà trò, phát triển và thịnh hành từ thế kỷ 15 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ở nước ta. Ca trù gắn liền với văn hóa nước nhà, quá trình phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, chúng mang tính dân tộc cao và thể hiện được bản sắc dân tộc. Với những giá trị đặc biệt ấy đã giúp cho môn nghệ thuật độc đáo này, ca trù Việt Nam trở thành di sản phi vật thể của nhân loại. Xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thật sự tự hào khi đã và đang lưu giữ di sản phi vật thể của nhân loại từ hơn 4 thế kỷ nay. Tuy nhiên, quá trình hoạt động, các câu lạc bộ ca trù của xã Đông Lỗ đang gặp không ít những khó khăn nhất định. Kinh phí hoạt động không có, trang phục, đạo cụ phục vụ cho hoạt động còn hạn chế. Mặt khác, do âm nhạc hiện đại phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện, nên một số bạn trẻ có năng khiếu lại không thích loại hình này, nhất là các bạn nam. Trong khi đó, nghệ nhân ở các câu lạc bộ chủ yếu là người lớn tuổi, nên đang thiếu người kế tiếp để thực hiện các tay đàn, tay phách, tay trống. Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn hiện nay để ca trù Đông Lỗ phát triển lâu bền nhằm phục vụ tốt hoạt động văn hóa nghệ thuật tại di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Lỗ Hạnh, đệ nhất Kinh Bắc, cũng như phát huy giá trị cao của di sản vi vật thể của nhân loại, tôi xin đề xuất các giải pháp như sau. Đối với Ủy ban Nhân dân xã Đông Lỗ, cần chỉ đạo sát sao hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ, cũng như có chế độ chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích kịp thời hoạt động của các nghệ nhân khi tham gia. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ ở tại địa phương, chỉ đạo phối hợp với các nhà trường trong xã để đưa môn nghệ thuật này lồng ghép vào các môn học và các hoạt động giáo dục để gây sự ham mê, yêu thích của học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tổ chức các hội thi văn nghệ để quảng bá nghệ thuật ca trù và đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được của các nghệ nhân của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với các nghệ nhân, rất mong các ca nương, tay đàn luôn mang hết tâm huyết của mình để phục vụ những gì trên con đường mình đã lựa chọn. Ước mơ về môn âm nhạc cổ truyền này, đồng thời tuyên truyền, động viên con em mình cùng tham gia để câu lạc bộ ca trù của các làng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật độc đáo này của dân tộc, nâng cao giá trị văn hóa, nghệ thuật, giá trị lịch sử của di tích Đình Lỗ Hạnh, đệ nhất Kinh Bắc, và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân, góp phần xây dựng quê hương Đông Lỗ nói riêng và huyện Hiệp Hòa nói chung ngày càng phát triển, giàu mạnh, dân chủ, văn minh.